Havertz, cầu thủ sẽ làm Chelsea mất cả mớ tiền nếu vô địch Champions League. Ngày 4 tháng 9 năm 2020, Kai Havertz chính thức ký hợp đồng với Chelsea với mức phí chuyển nhượng kỷ lục cho một cầu thủ mới 20 tuổi là 72 triệu bảng. Kai Havertz trở thành tiền vệ có mức phí chuyển nhượng cao nhất lịch sử Chelsea. Ngoài mức phí chuyển nhượng này thì Chelsea còn phải trả thêm điều khoản phụ nếu câu lạc bộ vô địch Champions League 2021. Chi tiết hợp đồng không được tiết lộ, song dự kiến tổng chi phí mà The Blue phải bỏ ra ở thương vụ Kai Havertz chắc chắn không dưới 100 triệu bảng. Nếu điều này xảy ra thì Kai Havertz chính là cầu thủ có mức phí chuyển nhượng cao nhất trong lịch sử Chelsea. Kai Havertz sinh ngày 11 tháng 6 năm 1999 là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Đức. Havertz là cầu thủ trẻ nhất lịch sử Bayer Leverkusen thi đấu và ghi bàn ở Bundesliga. Anh thể hiện phong độ ấn tượng trong màu áo Bayer Leverkusen, ra sân 118 trận tại Bundesliga kể từ tháng 10 năm 2016. Tiền vệ trẻ tuổi đóng góp 36 bàn thắng và 25 đường kiến tạo giúp đồng đội ghi bàn. Năm 2018, Havertz lọt top 30 trong bảng xếp hạng cầu thủ trẻ xuất sắc nhất năm. Anh là một tiền vệ thuận hai chân, có năng khiếu về kỹ thuật và lão luyện sử dụng bằng đầu. Điểm mạnh nữa trong phong cách chơi bóng của tiền vệ 21 tuổi này là khả năng truyền bóng. Anh biết cách ghi bàn, giỏi không chiến và xử lý bóng điêu luyện trong không gian hẹp. Rudi Völler từng nhận xét Havertz là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất trong lịch sử Bayer Leverkusen. Huyền thoại Lothar Matthäus nhận xét Havertz chơi bóng đầy khát khao, chơi một cách thoải mái. Cậu ấy cực nhanh, có thể ghi bàn, đóng góp vào lối chơi, hết mình về đội bóng và cậu ấy còn rất trẻ. Huấn luyện viên Thomas Tuchel nói rằng tôi rất hài lòng với Havertz. Sự tin tưởng mà chúng tôi dành cho cậu ấy đã được đền đáp. Cậu ấy hội tụ đủ các tố chất để trở thành một nhân tố chủ chốt trên hàng công và rõ ràng Kai đã tiến bộ lên từng ngày. Kể từ khi gia nhập Chelsea, Kai đã có 25 lần khoác áo Chelsea ở giải ngoại hạng, có 4 bàn thắng, 5 đường kiến tạo, khoác áo 11 lần và 3 kiến tạo ở giải Champions League. Mặc dù sự khởi đầu của Kai là hơi muộn, nhưng với sự tiến bộ từng ngày, ta hoàn toàn tin tưởng Kai sẽ trở thành một tượng đài mới của sân vận động Stamford Bridge.